Vì bà xã tôi thì rất là nóng tính, mà cái tánh đó là không kiềm chế nổi cảm xúc. Thứ hai nữa là bị huyết áp, thì có thể là khi mà bị bức xúc á thì có khi chuyện gì cũng có thể làm. Tại vì tôi sống mười mấy năm trời, là mỗi khi mà kể cả vợ chồng xích mích nhau thì có những cái cũng là rất là phức tạp. Chứ đừng có nói tới một cái nỗi hàm oan lớn như thế, nhưng mà cái mục tiêu là vì cộng đồng. Thật sự với quý vị là không có mục tiêu gì khác, là muốn cho trong cả xã hội này không ai bị mắc lừa, không ai bị mắc lừa, lừa nhiều lĩnh vực, lợi dụng tôn giáo đi trục lợi từ thiện, có lợi dụng là dẫn ta vào mê tín dị đoan để trục lợi, có rồi lợi dụng bán thuốc giả, có lợi dụng vào chữa bệnh là sai sự thật, có rồi lợi dụng vào là từ thiện để lừa dối nhân dân chúng ta, có đó, nó rất là nhiều việc đó. Nên là tôi một lần nữa cảm ơn, và tôi cũng xin mong tất cả nhà báo nào mình lỡ giống như Ban Tuyên giáo Trung ương có một trên cái bài báo của tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương có nói, đối với có những nhà báo hai mặt thì thôi, mình đang sống ở đất nước Việt Nam, mình đang ăn cơm một hạt gạo của nông dân, của ba tánh để thức nữa đi đêm dậy gà gáy trồng từng hột lúa. Mình đang hưởng cái không khí ở đất nước này của tổ tiên để lại trên mảnh đất này. Tôi xin cầu mong tất cả nhà báo nào lỡ có hai mặt, mình sửa đi để mình tu là sửa, mà mình quay đầu lại để mình chung tay cùng với đất nước, cùng với chính quyền, cùng với nhân dân, để xây dựng một đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp, phát triển.